lên trên kia ngồi sao à? Lên hẳn trên kia ngồi thế không? Ngồi nhìn rõ hơn, kiểu sướng thế không đi? Thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách thập phương,
chúng ta vừa được theo dõi màn biểu diễn múa lục cúng hoa đăng trong phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca kịch Huế đã chính thức mở màn cho chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng đón tiếp và chào mừng toàn thể quý vị đã tới tham dự chương trình khai mạc Hội Xuân Bái Đính Giáp Thìn năm 2024. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để nồng nhiệt đón chào tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca kịch Huế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân. Trong những phút tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, trước khi đến với các nội dung chính của nghi lễ, ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức chương trình nghệ thuật với các ca khúc, tiết mục hát chèo về với đất Ninh Bình, biểu diễn các nghệ sĩ và tốp múa trung tâm nghệ thuật Thiên Nga. Ca khúc Như Hoa Mùa Xuân, biểu diễn tốt thiếu nhi, tiết mục độc tấu đàn tranh Sang Xuân của nghệ sĩ nhân dân Trà My và tốt đàn tranh của đỡ mỏi quốc gia Việt Nam, tiết mục hát sầm Tết đoàn viên, biểu diễn ca sĩ Quách Mạnh Thi, quán quân Sao Mai năm 2019 cùng phần phụ họa của tốt múa trung tâm nghệ thuật Thiên Nga. Xin kính chào quý vị cùng tiếp tục kiến thức. Thank you.
chị Thủy, chị bon chen đâu có ghế vô chị ngồi rồi. Để thứ bàn này cho đi. Ừ. Chị ngồi đi. Ờ. Có bao chung không? Ừ. Có bao bao chung với Thủy không? Mà em ngồi đi. Đây, ngồi đi. Ừ. Ra đi. Chè. Ở đây mà ngồi. Ở đây chứ bà. Ừ. Ai sợ ơi, đau lưng. Đi cầm cờ sướng cứ cái rên. Bữa nay cho đi cho gặp dịp rồi mười ơi. Có gặp gì? Mười tiếc ngây người đó. Tác phẩm trong phần đối diện của nghệ sĩ nhân dân Trà My cùng Quốc Bản Tranh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỏi lắm này, gác cái chân kề tay giờ đỡ mỏi. Mày lấy đồ thuyền mình đi à? Mày đi cho bỏ mày nữa mà. Tụi cháu quay chưa? Quay mấy cái tay của tôi. Em xuống đây.